Thưa quý vị, lịch sử luôn đóng một vai trò rất quan trọng trong việc giáo dục lòng yêu nước, tinh thần tự tôn dân tộc, truyền thống lịch sử và văn hóa dân tộc, củng cố các giá trị nhân văn, lòng khoan dung, nhân ái, tinh thần cộng đồng và hình thành những phẩm chất của công dân Việt Nam, công dân toàn cầu trong xu thế phát triển của thời đại. Không biết là Đức Mạnh hay cũng như các quý vị khán giả khi đang theo dõi chương trình thì nghĩ như thế nào về môn lịch sử? Khi chúng ta nhớ về thời còn ngồi trên ghế học sinh thì như thế nào? Nhưng mà chắc chắn là ở đây Hồng Quy và Đức Mạnh có chung một cái cảm giác, đó là thực sự là đôi khi mình cũng khá sợ bộ môn này. Bởi vì số liệu thì nhiều đúng không ạ? Và chúng ta phải học thuộc không được sai về mặt chi tiết. Và đó là một môn mà chỉ còn trong ký ức, chỉ còn trong quá khứ. Nó lại còn không tiệm cận với lại cái cuộc sống đương đại của các bạn học sinh thì rất là khó để hiểu. Mà các bạn biết rồi, học vẹt thì nó lại phụ thuộc vào khả năng của từng bạn học sinh. Vì vậy rất nhiều lần những cái chương trình đổi mới giáo dục đã chú trọng hơn về phần làm sao để những cái bộ môn lịch sử này nó có thể được gần gũi hơn với các bạn học sinh. Và đã có rất nhiều những chương trình triển khai như là tham gia các hoạt động trải nghiệm giúp cho các bạn có thể hiểu hơn về bộ môn này. Và đó cũng là lý do mà một trong những cái điều chúng tôi muốn đề cập đến ngay sau đây, đó là làm sao để cho bộ môn lịch sử được trở nên gần gũi và giúp các bạn học sinh được hiểu nhiều hơn. Tại quảng trường Ba Đình lịch sử, ngay từ sáng sớm, trường tiểu học Văn Khê, quận Hà Đông, Hà Nội đã long trọng tổ chức lễ báo công dâng Bác và lễ kết nạp đội viên mới cho 240 học sinh khối lớp 3, lớp 4. Việc tổ chức lễ kết nạp đội tại Lăng Bác mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc, giúp thầy và trò thêm động lực, tinh thần, phát huy ý chí quyết tâm dạy tốt, học tốt để đền đáp công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Con cảm thấy rất tự hào bởi vì mình đã được chọn để kết nạp vào đội ở Lăng Bác ạ. Bởi vì ở đó con đã được thấy Bác Hồ vị Chủ tịch kính yêu của cả đất nước ạ. Hôm nay con cảm thấy rất là vui vẻ và tự hào khi được thấy đến Lăng Bác để kết nạp vào đội ạ. Con thích học lịch sử về những người anh hùng đã cứu đất nước ạ. Để được đứng trong hàng ngũ của đội thì các con cũng đã phải cố gắng hết sức là nhiều. Và trong cái thời gian mà các con học tập thì các con cũng đã có những cái kết quả rất là xứng đáng để được đứng trong hàng ngũ của đội ngày hôm nay. Và về phía đại diện cho lãnh đạo đoàn phường thì chúng tôi cũng rất là ghi nhận cái sự cố gắng của ban giám hiệu nhà trường cùng với các thầy cô ở trong nhà trường, các cô tổng phụ trách đội với 240 em học sinh hôm nay được đứng trong hàng ngũ của đội làm cái vinh dự hết sức là lớn lao và tự hào. Việc được mang trên vai chiếc khăn đỏ thắm màu cờ Tổ quốc tại Lăng Bác, giây phút thiêng liêng này sẽ là kỷ niệm đẹp tuổi học trò của các em. Ngoài lễ kết nạp đội tại đây, các em còn được đến các điểm di tích lịch sử như nhà sàn, ao cá Bác Hồ, chùa Một Cột. Việc học lịch sử qua các trải nghiệm thực tế giúp các em hiểu và yêu hơn lịch sử dân tộc. Việc chương trình phổ thông 2018 đưa các hoạt động trải nghiệm và gắn với các di tích lịch sử trong chương trình của các nhà trường thì theo mình nghĩ là vô cùng cần thiết. Việc các con học kiến thức văn hóa ở nhà trường cũng rất là quan trọng, nhưng bên cạnh đó thì các cái kiến thức về kỹ năng sống, về kiến thức xã hội, trong đó về kiến thức về lịch sử và những bài học thực tế các con đi trải nghiệm, các con được nhìn thấy và đặc biệt là các con được đến viếng Bác như thế này thì chính các con cũng sẽ nhớ rất lâu về ngày lễ kết nạp đội hôm nay, cũng như là đến viếng Bác, cũng như được thăm nhà sàn rồi thấy được cuộc sống giản dị của Bác để các con hiểu hơn và noi gương Bác. Lịch sử là môn nếu mà thầy biết truyền lửa thì môn này sẽ là môn giảng dạy rất hay cho học trò, bởi vì dạy cho các em cái truyền thống dân tộc, cái bản lĩnh, cái tinh thần, cái trí tuệ con người Việt Nam, và thông qua đó để dạy dỗ các em liên hệ từ quá khứ, hiện tại đến tương lai, đặc biệt là giáo dục cái khát vọng cho các em, cái bản lĩnh cho các em. Thì tôi nghĩ là người thầy đóng một vai trò rất quan trọng. Trong chương trình giáo dục phổ thông 2018, môn lịch sử có sứ mệnh quan trọng là giúp học sinh hình thành phát triển năng lực lịch sử, khoa học, đồng thời góp phần xây dựng những phẩm chất chủ yếu, năng lực chung. Cùng đó, môn lịch sử giữ vai trò chủ đạo trong giáo dục lòng yêu nước, tinh thần tự tôn dân tộc. Để học sinh yêu lịch sử dân tộc, có lẽ nên bắt đầu từ những trải nghiệm thực tế như thế này, nhờ đó đi vào tâm trí các em một cách nhẹ nhàng và dễ hiểu.